Xin chào anh chị em, cô bác. Nãy lăng băm đi vào rừng lấy thuốc nha. Đó, rừng sâu này. Đó. Xuống những cái núi. Em thấy chưa? Hôm nay sao Nam dựng xe sau đổ nguyên chiếc xe xuống rồi. Dựng nghe chưa? Dựng lại rồi. Cái gì? Xe của Nam á. Sao? Đi sụm xuống rồi, đổ nguyên xe xuống rồi. À, không? Ừ. Nhổ gốc không? Nhổ gốc, dù dấu nhổ gốc chứ. Chủ yếu nhổ gốc thôi. Đó, anh chị em coi nha, cây này là gọi là cây sáu tam phân nha. Đó, gốc này. Đó. Chứ không phải thằng xạ. Thằng xạ là xạ hương rồi đó. Để xuống dưới kiếm. Dưới này có này. Đây này, Hiền. Ở đường xuống đó, thấy không? Đây là gấm vàng nha anh chị em nha. Gấm vàng.
chú bò nữa. Thì chú này nè. Từ từ thì tại tới nói vậy. Cái nào? Thì vịt núi. Bà gai. Dạ. Đây đây. Xong rồi này, lên nha Nam ơi. Sao beng nữa. À, các anh chị em xin giới thiệu cho anh chị biết là này sâm câu nha anh chị em nha, coi nè. Đó, đây gọi là cái sâm câu. Đó. Rễ của nó thôi. Cái sâm câu nha. Sâm câu là mình chỉ có lấy về mình ngâm rượu thôi. Mình đó, đây cũng có nè. Nhìn thấy không? Hơi dừng núi sẽ thấy không? Thôi là cái gì đây? Tuy rừng mà chỗ này có cái đôi dép này còn hơi lạ.
xin giới thiệu anh cho em. Cây này chắc không cần giới thiệu ai cũng nhiều người biết rồi ha. Một thời nổi tiếng nha, trên mạng đó. Đó, dốc rất là cao, thấy không? Lửa của anh đâu? Có dây đàn không? Đưa đây sợi cho. Bên trọng thì nó được nó ngã hết trên đây này không? Ừ, bể xe không? Xe bị gì không? Nè cho sợi dây vàng. Đó, đi kiếm thuốc đó, anh chị em nha. Sợi dây vàng đâu? Dây đó đó. Xe lúc nào phải có dây đầy đủ, không thiếu cái gì. Đó, 6 đồng phân á, rồi anh chị em nha, có lấy được nhiêu đó thôi đó. Chỗ này hiếm lắm, giờ đi chỗ khác kiếm nha.
ở đây nè. Cho cây nhang mũi à? Rồi. Cho cây nhang mũi à? Chí. Hả? Nhớ chỗ này có cây. Bữa có cây to đâu mất tiêu rồi. Tôi mua lông quá. Nhớ nằm ngoài đường á, cây to lắm. Kiếm thuốc nam. Rồi. Nó mất tiêu rồi, mấy đường á. Cái gì vậy? Anh ngay đây có bụi bự nè, đó. Đi dọc dọc lên đây chắc có nhiều á. Đây có quá trời đi thôi. Cây mục lòng nha. To lắm. Rồi mình xin kết thúc video nhé.